Rồi, mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình nha. Rồi, hôm nay mình có nhận một máy khách anh em. Cái máy này nó đang trong cái tình trạng là nó không kéo giấy được ha. Nó vẫn khởi động bình thường nhưng mà mình ra lệnh là nó sẽ không báo giấy đi, kéo giấy được. Rồi, nó không kéo giấy được nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ bung ra mình kiểm tra nó ha. Anh em để ý cái phần này giùm mình ha. Ở bên tay trái mình nó có một cái nhông nằm dưới đó, cái nhông trắng này nè, anh em thấy không? Khi mà nó khởi động á là nó sẽ quay luôn cái nhông này ha. Cái khởi động nó vẫn quay luôn. Mà cái này nó đứng im một chỗ, nó không có quay. Thì chính xác là nó bị bộ phận đó hả anh em. Giờ mình bung ra mình coi thử coi nó bị gì ha. Rồi, mình bung ra cái tầng nhông này luôn nha anh em. Đó, bây giờ mình mới thấy cái bệnh nó nằm ở đây ha. Cái cò này nè là theo mình nghĩ là có thể là một anh thợ ảnh nào đó ảnh đã tháo ra ảnh vệ sinh rồi ảnh lắp lại sai ha. Chứ nếu như mà gin của nó thì ổng không có bao giờ sai đâu. Chỉ có tháo ra lắp lại nó mới sai thôi. Nó anh em thấy không? Nó cái cò nằm như thế này nè. Để mình chỉnh lại cho anh em xem. Nó cái cò này nè, nó nằm sai vị trí nè. Nó phải lật lại. Nó lật lại nó móc ngược lại. Rồi bây giờ mình sẽ đổi vị trí nó lại ha. Rồi. Anh em đổi cái vị trí cây cò lại, đảo bề lại, nó nằm vậy nó mới đúng rồi nha anh em. Nó nằm như lúc ban đầu là sai nha. Đó, nó nằm vậy nó mới bún nhả vậy đó, nó mới đúng của nó. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình lắp vô, in thử cho anh em xem ha. Rồi, bây giờ mình đã gáp xong rồi. Bây giờ mình sẽ in thử cho anh em xem nha. Thì cái công đoạn lắp gáp vô nó cũng chật chội, nó lâu lắm anh em. Nên là mình cắt bỏ một đoạn video để cho anh em xem đỡ mất thời gian nha.
Anh em xem video thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Để mình ra nhiều video cho anh em xem nha. Rồi, như vậy là ok nha anh em. Máy đã in tốt ha. Rồi, bây giờ mình sẽ in hai mặt thử xem có nó ổn định không nha. Trước khi mình giao máy mình in một mặt hai mặt đầy đủ hết ha. Rồi, như vậy là nó đã in ổn định rồi anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Anh em nhớ cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like nha anh em. Để mình có động lực mình ra thêm nhiều video cho anh em xem nha. Rồi, xin hẹn anh em gặp lại anh em ở video sau nha.